Đây là kèo solo một bát ủi của châu Trinh Nhất của Bình Dương và Trầm Dên của Đồng Tháp các bạn. Solo một cái ủi đầu giỏi nha các bạn. Hiện giờ tụi trẻ nó đánh cực kỳ hay các bạn ơi. Thật sự là nó quá dữ dằn. Sân cao tốc Bình Dương 1-0 nghe Trầm Dên. Về cho gà ăn với nha. Tôi đánh rồi, em ăn thua cũng ăn thua mà không có nhiều. 2-0. Quýnh thì anh cũng biết rồi. Thì cũng chuyện gì mà bình thường đó. Nè cái coi, trời ơi trời. Mày thôi mày nữa. Cường đó, Cường nói chuyện đó. Đéo đâu. Trời ơi, xảm luôn rồi. 3-0. Bên Trình Nhất được bạc hoài mà kiểu này chết luôn. Rồi lấy cho banh nhẹ xả bớt đi. Nhẹ bên kia kêu lấy banh nhẹ xả đi. 3-0. Nghe như Trầm Dên. Tuổi trẻ bây giờ thật sự nó quá tiến bộ các bạn ơi. Nhất. Thôi kệ đi bên đây. 1-3. Hai ba mà Trình Nhất vẫn được bạc hoài các bạn. Ghê gớm quá. Cậu này nhìn thấy ốm quá cậu. Cậu bị bệnh hoài nhỉ? Em á. Mà thấy ốm quá trời. Mệt. 2-3. 2-3. Chứ này cậu nó quýnh lại ai? 3-3. Hiện tại bây giờ là 16:30 giờ địa phương sân cao tốc Bình Dương An Phú các bạn. Trận đấu đang diễn ra hấp dẫn nha. Trình Nhất thua một set rồi, set này set thứ hai các bạn ơi. Ba đều. Tự sát tại năm lát. Ngoài tiếp tự sát. 5-3. Không biết. Sáu ba. Ôi ơi cái đầu xà lẻ không. Bảy ba. Hiện tại bây giờ Trầm Dên đang gác Trình Nhất 7-3 các bạn. Ờ để mai rảnh nó qua chơi. Gì đâu anh biết mà. 4-7. Giới thiệu từ lâu chưa đi. 7-0. Ngoài luôn. Lao thiệt. Dở thiệt. Quá dở. 8-5. 8-5. Bác này. Ê, không có ý là tôi cho bạn nghe thông tin gì không? Nhất nó dở thiệt chứ không phải dở trời. Thế 7 giờ tôi đâu ăn thua tính là nó dở phải à. Nếu mà cái kẹo đó nó ăn là 6-8. Là gà đĩa. Đúng không? Tôi nói 7 kia ăn bạn kia thua đúng không? Nó thường luôn á. Mà nó còn thua non. 6-8. Lấy vô còn thua non. Thật sự là qua bóng quá gây khó khăn nhưng mà Trầm Dên quá hay. Lại đi. Mấy giờ Dên? 6 rồi, cái năm
Chính à, sao? Ừ, có gì đâu không ai mà gì cũng có gì đâu không ai có gạch đấy cũng chơi. Trầm dên quá lợi hại các bạn ơi. Trời ơi, ẩu quá. Đó cái đầu đôi về góc bên kia luôn xong phim. Bảy trên. Chết đi. Đẳng cấp trình nhất vẫn còn nha các bạn. 8 trên. Quyết liệt vô. Còn cái không ăn đâu. Chính đeo. Hấp dẫn nha các bạn. Bên bên Trình Nhất đã ăn 8 năm gói nè. Chính đeo. Chết vô gà. Không chân. Các bạn đi gặp tao thì lùm bành. Sao ăn rồi? Không chân. Nói gọi mà. Mẹ bắt con phát lòng đi cho tấn công trước. Hay quá Trầm Trên. Chưa chết, vô gà, trời ơi. Bắt cái đội đường rồi. Đội đường đó luôn. Cái đà nhỏ rồi, rồi em ơi. Đừng ra chạy nó. Không đều, hay quá Trầm Trên ơi. Má cái bành đã vô gà nghỉ là ăn sàn nhất luôn. Trận đấu quá hấp dẫn các bạn ơi. Cái 4 trái luôn. Má bành được, bành vô gà thì nghỉ là sao. Trần nhất cũng không làm gì được. Bà đéo qua cầu rồi đó, qua cầu không nổi. Má ăn này mà không có cầu nổi. Chính mời đeo. Chính hơn cái tháng thôi. Ngày bữa nay ăn chặn này nó bắt bại luôn nè. Trái nó bại này lắm. Bữa nay ăn chặn này nó bắt bại luôn. Sáng đi chưa thôi chặn nào. Không dám đòi. Ngoài. Vô. Ngay góc luôn rồi à. 11 mời. Vô vô. Hay. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Nãy giờ mới có tiếng nói á. Nãy giờ mày sáo xời đó Nhất. 12 mời. Đúng rồi, lâm quay nghe tôi mới thắng được. Nó muốn lên YouTube hả? Tay mình lên YouTube lắm. Vô gà không. Ngoài luôn, chết từ chỗ này nè. Chỗ này nè. Cơ hội em ăn đó. Thắng biết quá vô đây rồi. Mẹ rồi đó, nó bắt bại gì rồi. Còn ăn. Thắng biết quá rồi. 11, 12. Đúng rồi, lật cánh. Hai đều. Trầm Dên dán vợ đi về đụng dưng nhí cho đốc Trầm Dên ơi. Hai đều. Chưa chẩn. Đậu đi. Chết. Tự sát tại Nam Lạc. Trình Nhất giò gà quá đẹp. Tự sát tại Nam Lạc. Bánh nó nhảy lên đội đầu cũng chết. Nó sửa quá ra ngoài thua chứ sao rồi. Đợi Trịch Trịch vô trong. Đầu thủ hết mấy đường. Hết được. Đầu giò.
Bây giờ sao thèm đi trên bạn con về cho cái gì trận đấu đang hết sức hấp dẫn về những đêm cuối nha bạn, còn 2-3 điểm nữa kết thúc nha. Là sao á, anh Quyền quăng tay đang bây giờ khi hai bên quăng tay 13-12-15 tới các bạn. Đồ đâu có bị nhung. 13-12 Dù gà trời ơi. Chết rồi. Dạ không chết. 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 13 đều. Trận đấu quá kịch tính hấp dẫn ơi. Giữa Trầm Dên và Trình Nhất. Dạ gà đó ơi. Quên thoải mái đây, quên bay, nó có heo gì đâu. 13 đều. Quá hấp dẫn. Trời ơi, tự sát luôn. Tự sát tại Đam Lạc. Trình Nhất nếu có gì thay đổi thì bữa nay là sinh nhật của Trình Nhất. Sinh nhật toàn tập của Trình Nhất chiều hôm nay. Phát diện mang phát qua tự tin ăn à. 14-13. Đó. Nhỏ. Trời ơi trời, nhỏ nó dở lên trời. Chết. Chết. Thì tôi như có nói gì, thật sự là đưa Trình Nhất về nơi an nghỉ cuối cùng. Hôm nay là sinh nhật của Trình Nhất thật sự các bạn ơi, sinh nhật luôn nha. Y như lời tôi nói là sinh nhật của Trình Nhật. Và đây là cái kết dứt già đây. Chúc các bạn buổi chiều thứ bảy vui vẻ xem bóng giao lưu chơi nha các bạn. Hẹn các bạn lại các trận bóng khác nha.